Xin được mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ ơi tại sao được phát sóng vào lúc 16:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn nhãn hàng Phương Điệu Đan đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, theo như số liệu thống kê, đối với người cao tuổi thì cứ 10 người lại có 8 người gặp phải những triệu chứng như là tiểu đêm, tiểu nhiều lần, xoắn tiểu vân vân. Nhiều người lại nghĩ rằng đây là do thận yếu, thậm chí bỏ ra rất là nhiều tiền bạc công sức để chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Và câu trả lời tiểu đêm tiểu nhiều lần có phải là do thận yếu hay không? Thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với chuyên gia nhé. Xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Yến Loan, nguyên giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được kính chào bác sĩ ạ. Chào Thanh Phương. Xin kính chào quý vị khán giả. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình. Và quý vị thân mến, trước khi chúng ta đến với phần tư vấn của bác sĩ, mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện tiểu phẩm sau đây. Cho má ngủ ke với con. Sao tự nhiên bữa nay má đòi qua phòng con ngủ vậy hả? Trời ơi, đừng có nói là tí với má gây lộn với nhau nha. Gây lộn gì? Chứ sao mà hai con mắt bầm đen thui vậy trời. Có ai ngủ được đâu, vì cái bệnh tiểu đêm của ông đó. Mỗi lần má giờ vừa thiêu thiêu cái ông giật nước cái ào cả mà vậy. Từ đêm cho tới sáng gì làm sao má chịu nổi. Nhưng mà má đưa tí đi khám chưa? Thì chưa. Trời ơi, sao không đưa đi khám vậy trời? Bảo cái gì vậy? Tôi đây nè. Cái gì đi cà nhát vậy? Trời ơi, chân tí sao vậy? Tí thì tiểu gấp quá. Rồi trợt cái người vẽ lầu nhà. Không có gì. Có cần đi vô bệnh viện không thiết? Không. Đâu đâu, tí xíu hết à. Mà sao tí không đi từ từ thôi, làm gì mà gấp dữ vậy? Trời ơi, mắc tiểu phải đi con ơi. Tiểu nhiều lần lắm. Cứ tiểu xong khoảng 30 phút sau phải đi tiểu lại nữa. Mà nhịn không có được. Nếu mà muốn không có tiểu nhiều thì mình uống nước bớt lại. Do uống nước quá nhiều cho nên mới bị như vậy đó. À mau nè, thấy không? Đúng rồi, muốn nẻ luôn nè. Ê tiểu của nó sao tao dám uống nước? Tí á, con hỏi nè. Tí đi tiểu có bị tiểu buốt hay là tiểu khó không? Không. Nhưng mà tí có bị tay chân lạnh là có triệu chứng gì nữa không? Tí không có bị cái gì hết á. Mà nhịn tiểu á là không có được. Nó sẽ xoắn tiểu nè, tiểu không kiểm soát nè. Mà nước tiểu mỗi lần đi á, nó không có nhiều. Chắc rồi. Ông bị yếu thận rồi. Tôi nghe người ta nói bị yếu thận cho nên mới đi tiểu nhiều như vậy đó. Gì? Thôi được rồi, sáng mai tôi đi ra tiệm tôi mua cái thuốc yếu thận cho ông uống liền. Chắc là tiểu đêm là bị thận yếu không? Bây giờ tía với má mình hỏi bác sĩ để tư vấn coi cái chứng mà tiểu đêm với lại tiểu nhiều lần của tía có phải là do thận hay không. Và từ đó mình mới biết cái cách để mà điều trị hợp lý. Để nghe bác sĩ chia sẻ làm sao bà. Ừ. Chào thưa bác sĩ, nhân vật trong tiểu phẩm vừa rồi thì gặp phải một vấn đề khó nói, đó là cứ 30 phút thì lại đi tiểu một lần và thậm chí là còn tiểu đêm nữa. Thực tế cho thấy thì có nhiều người là một ngày có thể đi tiểu từ 8 đến 10 lần. Như vậy thì khi nào cái số lượng tiểu nhiều đó là bất thường hả thưa bác sĩ? Theo Hội Niệu học Quốc tế thì một người bình thường khi mà chúng ta uống cái lượng nước bình thường, không có dùng những cái loại thuốc khác làm tăng lượng nước tiểu như là thuốc lợi tiểu, thì một người bình thường chúng ta tiểu trung bình là vào khoảng 6 cho tới 8 lần vào ban ngày, và ban đêm thì không quá 2 lần. Thì đó là cái con số được gọi là một cái số lần đi tiểu bình thường. Và thưa bác sĩ, nhiều người thì có một cái suy nghĩ đó là bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần là do thận yếu. Vậy điều này có đúng hay không ạ thưa bác sĩ? Trong cái giai đoạn đầu của suy thận thường là bệnh nhân có triệu chứng tiểu nhiều. Nhưng mà khi suy thận mạn nó tiến triển thì là bệnh nhân sẽ có biểu hiện tình trạng tiểu ít và thậm chí vô niệu. Tuy nhiên những cái triệu chứng lâm sàng này chỉ là những triệu chứng chỉ điểm hoàn toàn không có chính xác. Mà muốn xác định được là bệnh nhân có suy thận hay không, bệnh nhân phải đến bệnh viện thăm khám và tiến hành các cận lâm sàng. Các cái biểu hiện của nhân vật trong tiểu phẩm của chúng ta thì đó cũng là những cái triệu chứng gợi ý của hội chứng bàng quang tăng quạt. Thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng là thứ nhất là ban ngày bệnh nhân đi tiểu trên 10 lần, ban đêm là bệnh nhân đi tiểu từ 2 lần trở lên, và thứ ba là bệnh nhân sẽ có biểu hiện là tiểu gấp, tức là khi bệnh nhân cảm giác buồn đi tiểu là bệnh nhân phải đi tiểu liền, có thể có tình trạng xoắn tiểu, hoặc là một số bệnh nhân thì nặng hơn thì bệnh nhân có tình trạng tiểu không kiểm soát. Và thưa bác sĩ, hiện nay thì có những cái phương pháp nào để điều trị bàng quang tăng hoạt một cách hiệu quả Để điều trị hội chứng bàng quang tăng hoạt, thứ nhất là điều chỉnh về hành vi thì bệnh nhân nên định giờ để mà đi tiểu. Giữa hai lần đi tiểu nên cách khoảng 3 cho đến 4 giờ, điều chỉnh lại cái lượng nước uống của mình. 3 đến 4 tiếng trước khi ngủ thì bệnh nhân không nên uống nước nữa. Hạn chế sử dụng các cái loại nước uống, ví dụ như caffeine,
và các loại rượu bia hay là các loại nước uống mà có chất ngọt. Bên cạnh đó, bệnh nhân cũng nên có một cái tập luyện phương pháp Kegel, nó sẽ làm mạnh cơ sàn chậu để giúp cho bệnh nhân kiểm soát cái tình trạng tiểu gấp, tiểu không kiểm soát. Thuốc mà quá dược để điều trị cho các bệnh nhân bàng quang tăng quạt, đó là các cái loại thuốc nó tác động lên trên cái thụ thể muscarinic, giúp cho thư giãn cái cơ chớp bàng quang tăng cái thể tích. Còn có một cái giải pháp xâm lớn, đó là cái giải pháp giải phẫu. Cái giải pháp giải phẫu chỉ là giải pháp cuối cùng. Ngoài những cái biện pháp mà bác sĩ kê đơn điều trị cho bệnh nhân, chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm các cái giải pháp về thảo dược. Nó sẽ giúp hỗ trợ trong cái việc điều trị của các bác sĩ ở bệnh viện và giúp cho bệnh nhân cải thiện các triệu chứng nhanh chóng. Dạ, thưa bác sĩ, vừa rồi bác sĩ có nhắc đến một cái loại thảo dược giúp phục hồi chức năng của bàng quang tăng hoạt và từ đó làm giảm đi rối loạn về tiểu tiện. Cụ thể đó là những loại thảo dược nào ạ, thưa bác sĩ? Nhóm thảo dược thứ nhất chúng ta có thể kể đến đó là cái hợp chất Ovarox. Ovarox đó là sự kết hợp cao Varuna, cao cỏ đuôi ngựa và cao ô dược. Và khi chúng ta có kết hợp ba cái thành phần này với nhau á, là tăng cái dung tích của bàng quang, và thứ hai là tăng lưu lượng máu lưu thông để nuôi đến các cơ và làm cho các cơ mạnh mẽ lên, đặc biệt là cơ sàn chậu. Hợp chất thứ hai mà chúng ta có thể kể đến đó là Vispo. Vispo này được chiết xuất từ cỏ lùng của châu Mỹ, cải thiện cái tình trạng testosterone ở trong cơ thể. Nó ức chế cái thụ thể muscarinic ở cái cơ chớp của bàng quang, giúp cho bàng quang thư giãn, giúp tăng dung lượng của bàng quang, giảm cái tình trạng co thắt của bàng quang. Thì chúng ta cũng còn phải kể đến đó là hạt bi đỏ. Trong cái hạt bi đỏ, người ta tìm thấy cái chất ức chế enzyme aromatase, do đó nó sẽ giữ lại cái lượng testosterone ở trong cơ thể. Đối với phụ nữ thì chuyện này rất là quan trọng, bởi vì testosterone này nó có tác dụng, nó giúp cho cơ sàn chậu được mạnh lên, và như vậy nó cải thiện một cách hiệu quả tình trạng là bàng quang tăng quạt. Bệnh nhân có tình trạng tiểu đêm nhiều lần cho nên bệnh nhân mất ngủ, thì chúng ta có thể sử dụng cao nữ lan là sẽ giúp an thần, giúp cho bệnh nhân vào giấc ngủ một cách sinh lý và giấc ngủ êm. Như vậy bệnh nhân buổi sáng thì bệnh nhân thức dậy thì bệnh nhân sẽ cảm giác khỏe khoắn sảng khoái hơn. Và khi mà chúng ta kết hợp ba cái nhóm hoạt chất này với nhau thì thứ nhất là nó giải quyết tình trạng bàng quang tăng quạt từ cái gốc của nó, giảm cái tình trạng co thắt bàng quang, tăng dung tích bàng quang lên, cải thiện được tình trạng bệnh nhân đi tiểu gấp, tiểu nhiều lần hoặc là xoắn tiểu. Lưu ý giúp điều trị chứng tiểu đêm, tiểu nhiều lần: tập đi tiểu theo lịch trình, tập kiềm nén tiểu gấp, tập co thắt cơ sàn chậu, hạn chế đồ uống có tính lợi tiểu như rượu bia, cà phê, đồ uống có ga. Tránh ăn những thực phẩm chua, cay, ưu tiên ăn nhiều chất xơ, rau xanh. Mỗi ngày nên uống 2 lít nước, không nên uống quá nhiều và hạn chế uống vào buổi tối. Nên thăm khám và điều trị theo phác đồ của bác sĩ, có thể tham khảo sử dụng sản phẩm chứa chiết xuất Uvarot, cao Vispo từ cây cỏ lùng, chiết xuất từ hạt bí đỏ và cao nữ lan, giúp tăng trương lực cơ sàn chậu, giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần và tiểu không tự chủ, giúp người bệnh dễ vào giấc ngủ. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện tiểu phẩm để xem rằng các nhân vật của chúng ta sẽ xử lý tình huống ra sao nhé. Đó, bà nghe bác sĩ chia sẻ chưa? Thận gì mà thận? Tôi là bị cái chứng bệnh là bàng quang tăng quạt. Đó, bây giờ má đã nghe bác sĩ đã tư vấn rồi á, má thấy không? Đi tiểu nhiều lần á là do chức năng bàng quang kém đó tía. Dùng những cái thảo dược như vậy á là sẽ giảm được sự kích thích co bóp của bàng quang. Đúng rồi con. Dùng mấy cái loại thảo dược như là Varuna nè, rồi cỏ đuôi ngựa nè, với là hạt bí đỏ. Được rồi, mai tôi đi mấy cái tiệm thuốc nam, tôi truy lùng, tôi mua về hết, tôi nấu, tôi trị bệnh cho ông. Thuốc mắc quá, bây giờ bà nói tôi bán miếng đất rồi tôi mua thuốc tôi uống. Chứ giờ thiệt á, tôi nản cái bệnh mà rối loạn tiểu tiện của tôi quá rồi. Con có này tặng cho ba má nè. Gì con? Đây là sản phẩm hỗ trợ giảm kích thích bàng quang, chiết xuất từ thảo dược Varuna, cỏ đuôi ngựa, ô dược, cây cỏ lùng, hạt bí đỏ. Ông ơi, cái sản phẩm này nè, nó trị là tiểu đêm nè, tiểu nhiều nè, tiểu xón, tiểu gấp nè, tiểu không kiểm soát của ông luôn đó. Đúng bệnh tôi luôn á. Sản phẩm này đâu con có gì? Ra là con cũng bị bệnh y như tía vậy đó. Trời ơi. Ôi, sao con không nói cho má biết? Ừ. Tại vì con sợ tía má lo cho nên con không dám nói. Từ khi con dùng sản phẩm này á, là các triệu chứng á, là con thấy là giảm thấy rõ luôn. Mừng ha. Con xin lỗi tía má nha. Con lo đi làm kiếm tiền không mà không có quan tâm gì tới tía má. Tía bị bệnh vậy mà giờ con mới biết. Có cái sản phẩm này là chắc chắn là vợ chồng mình ngủ ngon rồi. Con cũng ngủ ngon nữa. Mong rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị khán giả với những ai đang khổ sở với căn bệnh này, chúng ta đã có được một giải pháp an toàn hiệu quả từ thảo dược. Chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Vương Điều Đan đã đồng hành cùng với chương trình. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.